ít thì 5 kiểu, nhiều cả tháng không chụp bộ nào. Các chị em có biết là anh em chúng tôi đổi kiểu tóc mỗi tháng còn nhiều hơn cả các chị em đổi son. Ôi giời ơi, bây giờ tôi cho các chị em xem bộ sưu tập tóc của tôi nhé. Ít thì 5 kiểu, nhiều cả tháng không chụp bộ nào. Đầu tiên kiểu tóc bây giờ lâu lâu chỉ mong thấy được nụ cười thật lành, anh mà bấy lâu nay anh trao tay rồi. Tiếp theo kiểu tóc layer. Tiếp theo kiểu tóc ăn một cắt. Cuối cùng kiểu tóc sai phát xoăn. Thế là đã đủ hơn bộ sưu tập màu son một tuần của các chị em chưa?